Năm 2015 sắp đi qua, những thời khắc cuối cùng của năm nay đang dần khép lại. 2015, một năm với những biến động khó lường của thiên tai, thời tiết, những sự kiện gây rúng động cả xã hội, hay những nỗi hoang mang lo lắng phía bên trong mỗi căn nhà. Tất cả vẽ lên một bức tranh của một năm với những mảng màu tối sáng. Trong những ngày tháng cuối cùng của một năm, với nhiều những sự kiện đáng chú ý, những vấn đề tác động lớn đến cuộc sống của người dân, chương trình Cận Cảnh ngày hôm nay sẽ dành thời lượng để nhìn lại bức tranh của năm 2015, một năm với những vấn đề nóng, những kỷ lục lịch sử liên tục được xác lập trong các mảng thiên tai, môi trường, hiểm họa. Năm 2015 là năm mà hiện tượng El Nino phát tác mạnh mẽ, kỷ lục trong năm vừa qua. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino mạnh mẽ nhất trong vòng 60 năm qua đã khiến cho Biển Đông ít bão hơn, nắng nóng xuất hiện giữa mùa đông. Hiện tượng El Nino cũng hình thành nên những điểm mưa dị thường, đột biến trong năm El Nino mạnh. Có thể nói, năm 2015 là năm của những kỷ lục về thiên tai tại Việt Nam. Có lẽ nhiều năm sau nữa, người dân Quảng Ninh vẫn không thể nào quên được cái ngày 26 tháng 7 lịch sử, ngày mà Quảng Ninh hứng chịu một cơn mưa lớn kéo dài. Trận mưa được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử hơn 50 năm qua, với lượng mưa lớn nhất chưa từng thấy, có một số nơi lên đến 1.000mm, khiến một lượng nước khổng lồ đổ dồn về khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước đổ dồn vào nhà, người dân bất ngờ không kịp trở tay, nhà cửa tan hoang. Quảng Ninh chỉ sau một trận mưa lớn đã có 17 người chết, hơn 2.000 tỷ đồng trôi theo dòng nước lũ. Cơn nổi giận bất ngờ của tự nhiên khiến nhiều người dân Quảng Ninh choáng váng. Không chỉ đường phố bị ngập lụt, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Sau khi cơn lũ rút đi, người ta mới nhận ra Quảng Ninh chịu mất mát quá lớn về kinh tế. Trong đó, những thiệt hại lên đến cả ngàn tỷ của ngành than khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khiếp lắm thì không khiếp vừa. Đấy, sợ như vậy. Đá to như nào hả bà? Đấy, những cái hoàn tá nó còn to nữa cơ. Chứ không phải là như vậy, nó cứ lăn ngủ cung ngục như này, cứ lăn như mẹ này. Đấy. Sợ. Bà, nỗi lo của bà có lo mất nhà không? Lo chứ. Bà thì cũng lo lắm. Đúng là chúng chiến không biết bao giờ có cái trận như vậy. Nhớ cái là ở trên trường vậy. Đến đây tôi rồi, mà bây giờ tôi không. Tôi bảo chồng tôi là cố ông bơi đi. Ông ấy cũng đến đây rồi, ông bảo bơi đi. Thế nhưng mà là chồng tôi sợ rồi là để vợ lại chết thì chồng tôi không đi. Cuối cùng là ông ấy phải dám mắt rồi ông đi. Thế nhưng trong khi Quảng Ninh đón nhận một trận mưa kỷ lục, thì ở phía nam đất nước, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên lại đón nhận một trận hạn hán khốc liệt nhất trong lịch sử. Cái này nó chưa khô hạn đâu, nó cũng còn dài. Đóng quét đây luôn. Đó, như xa trong đây thì cũng có nguy cơ. Nó khô giòn nát luôn thôi. Điều. Đợt hạn hán khốc liệt trong vòng 10 năm qua đã khiến không ít người rơi vào cảnh lao đao, khốn khổ. Hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đã có trên 50.000 người dân bị thiếu đói, thiếu nước uống, hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Hơn 2.000 hecta đất phải tạm ngưng sản xuất. Trong khi đó, hàng chục ngàn đàn gia súc thiếu nước uống. Những mảnh đất, hoa vàng, cỏ xanh ngày nào giờ đã khô khốc trong mùa nắng hạn. Không chỉ Ninh Thuận, hạn hán còn tác động mạnh mẽ đến các tỉnh Tây Nguyên. Trong năm 2015, do tác động của El Nino, Việt Nam xảy ra 14 đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Hiện nay tình hình là nhiễm mặn cũng thâm thực là đã có diễn ra rồi. Nếu chúng ta tiếp tục mà để kéo dài thì không một trên một tháng nữa thì sẽ là ảnh hưởng đến gốc nho. Hệ thống tưới tiêu bây giờ phải là hạn chế bằng cái ống quay nước để tiết kiệm nước chứ không phải chạy theo như hồi trước kia nữa mà chạy bằng hào, bằng lánh. Đây cũng là năm mà đồng bằng sông Cửu Long đón đợt lũ thấp nhất trong lịch sử. Mực nước cao nhất trong mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long thấp nhất từ năm 1926 tới nay
năm 2014, lượng mưa thiếu hụt 10%, thì năm nay lượng mưa thiếu hụt tới hơn 40%. Ở các tỉnh miền Trung, con số còn có thể cao hơn. Chúng ta thấy là cái hiện tượng El Nino đang còn tác dụng và có lẽ nó còn kéo dài cho đến hết mùa xuân của năm 2016. Và cái độ trễ của các hiện tượng El Nino này còn thêm 3 tháng nữa, tức là cho đến tận tháng 6 năm 2016 thì hiện tượng El Nino nó với hy vọng là nó mới kết thúc được. Chính vì thế mà năm nay vẫn là tiềm ẩn của những cái hiện tượng cực đoan, ví dụ như là mùa khô sắp tới đây sẽ còn khốc liệt và gay gắt hơn cái mùa khô vừa rồi. Bởi vì năm 2014 chúng ta đã ít mưa rồi, 2015 lại ít mưa nữa, nên là các cái tích trữ nước và các cái hồ chứa nước nó vẫn không đủ. Dù không phải là năm có nhiều đợt thiên tai, bão lụt, tuy nhiên đây lại là năm mà những diễn biến của thiên tai, thời tiết xảy ra với những tình huống bất ngờ, cực đoan và khó dự đoán hơn so với hàng chục năm trở lại đây. Những hiện tượng kỷ lục về thiên tai, thời tiết trong năm 2015 gây tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của người dân. Đầu năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách 10 làng ung thư mới gây chấn động dư luận. Kết quả điều tra làng ung thư mới có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các địa phương. Ngoài ra, theo kết quả điều tra, các nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại 37 làng ung thư đều ô nhiễm nặng. Cụ thể, khảo sát tại xã của 37 làng ung thư đã có hơn 1.000 người chết vì các bệnh ung thư. Ngoài ra, con số người chết ở các xã lân cận cũng lên đến hàng trăm người mỗi năm. Ở nhiều làng ung thư trong cả nước, có những nỗi đau mà không ai muốn nhắc đến. Cả nghìn người dân đã từ giã cuộc sống vì căn bệnh quái ác này. Nguyên nhân thì đã được cơ quan chức năng xác định là do ô nhiễm nguồn nước. Nhưng từ nhiều năm nay, thực trạng ô nhiễm, nhiễm độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân vẫn chưa được cải thiện. Bất lực đang là thực trạng chung của những người dân ở các làng ung thư. Phát triển đất nước phát triển đi lên. Thế nhưng mà cái tuổi thọ có khi nhiều vùng đi xuống. Đấy, nhiều vùng đi xuống. Như vậy là chưa hẳn đã là cái mà xã hội đã phát triển đi lên. Yeah. Thế vùng này thì sao? Nó vùng này tôi vừa nói nhá. Năm 60 thì phần lớn năm 60 là bà ít tổ đường đi xin từ biệt trái đất này để mà đi theo các cụ rồi. Đấy. Trong ở cái nông thôn này thì cũng chết nhiều người cũng là bị ung thư, không thì phổi, thì không thì là gan. Hai cái đó là một là môi trường không khí, hai là môi trường nước. Những làng ung thư mới nằm trải dài trong các địa phương trong cả nước là hồi chuông báo động về tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi mà tình trạng ô nhiễm, sử dụng tràn lan hóa chất, thực phẩm bẩn vẫn không được kiểm soát, thì số người chết vì ung thư có thể còn tăng lên. Nhiều nơi đã bị ô nhiễm và chúng ta cũng đã qua kết quả quan trắc thì chúng ta thấy là kết quả nó là do ô nhiễm. Thế thì để mà tránh được, để mà giảm thiểu những cái vấn đề đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng phải nhiều các biện pháp. Chúng làm thế nào để chúng ta cung cấp, cải thiện cái môi trường ở đấy, nó không chỉ là nước thải, đúng không? Nước thải mà nó còn đến rác thải, vấn đề không khí, vấn đề bụi ở các cái làng nghề, đúng không? Thế rồi các cái vấn đề là chúng ta ăn những cái thực phẩm làm sao mà sạch, đúng không? Thế rồi các cái quản lý tốt cho cái lượng phân bón, thuốc hóa chất bảo vệ thực vật vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng là cần một cái biện pháp tổng hợp để làm sao mà giải quyết triệt để cái vấn đề này. Những bức xúc về tình trạng ô nhiễm nguồn nước còn chưa được xử lý dứt điểm thì tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội, dư luận, người dân lại sục sôi bức xúc khi mà những hàng cây xanh bị đốn hạ không thương tiếc trong đề án cải tạo thay thế 6.700 cây xanh của thủ đô. Mình sẽ đau xót, mình sẽ uất ức nữa. Vì sao mà biết là người ta chặt cả 6 cây
là cả những cây hoa ở ngay cửa nhà trẻ kia, cái hoa đẹp lắm mà nó cũng cao, cao bằng hơn cả cái nhà này cơ mà. Cái bóng cây của cái cây xà cừ đây thì nó vào tận cả cái mái nhà nhà anh. Giả sử như cây sâu cây mọt họ chặt một vài cây thì người ta cũng đồng tình, người ta cũng ủng hộ thôi. Nhưng đây đùng đùng vắt chặt luôn cả, nếu mà không có cái sự ngăn cản ấy thì nó sẽ lập tức là giả dẫy luôn. Môi trường cây xanh hàng năm á, là đến tỉa tót để cho tạo được cái nó không có bị ngã nè, không bị ngã cây. Bây giờ không nghĩ làm sao bây giờ đã đến chặt của cây xanh mà còn tươi nguyên mà không có sâu mọt cái gì cả. Khi mà khát vọng xanh của người Hà Nội vẫn không ngừng cháy bỏng, khi mà những khoảng không gian vốn dĩ chật hẹp nơi phố thị cũng được người thủ đô tận dụng để tạo nên chút không khí hiếm hoi trong lành, thì những người quản lý Hà Nội lại tiến hành chặt bỏ hàng loạt cây xanh, hàng trăm cây cổ thụ. Bộ mặt thủ đô vốn đã hiếm những khoảng xanh chỉ trong vài ngày đã trở thành nham nhở trước sự phản đối gay gắt, quyết liệt của người dân thủ đô và các nhà khoa học. Thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng dự án. Những người có liên quan cũng đang bị xem xét và xử lý trách nhiệm. Tuy nhiên, bộ mặt của thủ đô cũng đã kịp méo mó. Chúng ta có thể chặt bớt, tỉa bớt cành. Hạn hữu lắm thì chúng ta phải chặt. Nhưng chặt rồi phải suy nghĩ xem sẽ là cái gì đấy. Nếu không sau này, tuyến đường sắt đi qua, hai bên đường không có bóng cây. Trời nắng 30-40 độ, bụi mù lên, lại trên đầu mình tiếng ầm ầm của những đoàn tàu mà cứ 15 phút một chuyến, 15 phút một chuyến. Bạn thử hình dung xem lúc đó đô thị chúng ta sẽ là cái gì. Những chỉ tiêu phấn đấu trong chặt hạ cây xanh vừa qua đã khiến Hà Nội trở thành nơi có những tòa cao ốc chọc trời thi nhau mọc lên như nấm và những dàn xe cộ giữa những tuyến phố thừa bức bối nhưng lại thiếu bóng mát của những cây xanh. Sự trơ trọi trên những con phố nổi tiếng và những gốc cây không một chiếc lá vừa dựng lên đã khiến không ít người cảm thấy chua xót, bức xúc. Trong khi ở đô thị, người dân bức xúc khi cuộc sống ngột ngạt, thiếu cây xanh, thì ở nông thôn, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục là vấn đề đáng báo động. Tháng 6 năm 2015, Bộ Tài nguyên Môi trường công bố báo cáo môi trường quốc gia. Báo cáo cho thấy, tại nhiều vùng nông thôn hiện nay, đặc biệt là tại các khu vực gần các điểm sản xuất công nghiệp, khai thác chế biến ở các làng nghề, sản xuất nông nghiệp tự phát khác, thường xảy ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhưng mà cái việc di chuyển đó không cộng hưởng, không đồng hành với cái quy hoạch hợp lý của phát triển nông thôn, đã không đồng hành với nhau thì nó phải xuất hiện các cái mâu thuẫn. Bức tranh về môi trường năm 2015 chỉ sáng hơn khi mà cuối năm, Việt Nam cùng phái đoàn của 195 quốc gia trên thế giới tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP21 tại Pháp. Thỏa thuận Paris chính thức được thông qua, được coi là bước đột phá lịch sử trong việc thuyết phục chính phủ các nước hợp tác để giảm lượng khí thải, nguyên nhân chính khiến nhiệt độ trái đất tăng lên. Những cái vấn đề gì khó khăn nhất thì bao giờ cũng dồn lại cuối cùng. Nhìn cái khối lượng, cái vấn đề còn tồn tại so với vấn đề đã xử lý thì nó ít hơn rất nhiều, nhưng càng về sau càng khó khăn. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là với cái sự cố gắng của tất cả các bên, với cái mạnh mẽ, với cái sáng suốt của Chủ tịch COP, của cái Ban Thư ký Công ước thì đã đưa đến cái thắng lợi này. Sau COP21, Việt Nam đã bày tỏ thái độ hoan nghênh những thỏa ước đã đạt được. Là nước xếp thứ 7 thế giới về mức độ chịu tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam chủ động thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, đồng thời tham gia tích cực và thực chất vào tiến trình đàm phán thỏa thuận Paris, cùng với các nước nỗ lực vì mục tiêu chung, đồng thời bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam. COP21 đạt được thỏa thuận, được coi là điểm sáng, khép lại một năm với bức tranh môi trường với những mảng đen tối tại Việt Nam.
trong bức tranh năm 2015, những vấn đề về giao thông tiếp tục là vấn đề được người dân quan tâm. Trong đó, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước vấn nạn xe quá khổ, quá tải hoành hành trên các quốc lộ, các thành phố lớn bị bủa vây bởi các trạm thu phí, là những mảng màu tối trong bức tranh giao thông. Sự bùng nổ các phương tiện giao thông, các khu chung cư trong nội thành thành phố, khi cơ sở hạ tầng còn kém phát triển, ý thức của người dân chưa cao và các công trình chậm tiến độ, ngổn ngang ở các thành phố lớn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tắc đường, một trong những nỗi bức xúc gay gắt nhất trong năm 2015 tại hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những bức xúc không thể phủ nhận, trong năm 2015, việc khánh thành và đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc, các tuyến đường huyết mạch mới cũng khiến nhiều người dân vô cùng phấn khởi. Ngày 5 tháng 12, tuyến cao tốc được xem là hiện đại nhất Việt Nam là Hà Nội - Hải Phòng đã chính thức thông xe đưa vào khai thác. Tuyến đường sẽ kết nối các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo thành trục liên kết phát triển kinh tế xã hội và rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Hải Phòng còn 1 giờ thay vì 2,5 giờ như trước đây. Bên cạnh đó, năm nay là năm thứ hai liên tiếp số người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm xuống con số dưới 9.000 người. Số người chết do tai nạn giao thông nói chung trên toàn quốc giảm dưới 9.000 người. Nhưng gần đây, tình trạng tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc tăng cao. Những nỗi lo lắng trên các cung đường giao thông sẽ vẫn tiếp tục trong năm tới. Tuy nhiên, có thể nói, một năm qua, ngành giao thông đã có nhiều nỗ lực để chuyển biến tích cực trong hoạt động của ngành, mà mỗi người dân Việt nếu bước chân ra đường thì đều có thể dễ dàng cảm nhận. Năm 2015 là năm của những nỗi lo hỏa hoạn của người dân, khi mà tại các đô thị lớn liên tiếp xảy ra các vụ cháy chung cư, đặc biệt là các chung cư giá rẻ. Không thể phủ nhận, những khu chung cư giá rẻ ở phía dưới đã mở ra cơ hội cho cư dân thủ đô sở hữu một ngôi nhà, nhưng cũng từ sự bùng nổ chung cư giá rẻ đã phần nào phá vỡ quy hoạch đô thị. Sự phát triển các khu nhà thiếu đồng bộ, cắt xén các hạng mục để giảm chi phí, hạ giá bán, khiến nhà Hà Nội của người nghèo đối mặt với nhiều nguy cơ. Thực tế là những vụ cháy xảy ra ở các khu chung cư đã khiến không ít người dân cảm thấy bất an, hoảng loạn. Giữa tháng 9 năm 2015, tòa nhà HH4 khu đô thị Linh Đàm, một vụ cháy xảy ra tại đây đã khiến cả trăm người dân vừa chân ướt chân ráo dọn về nhà ở phải hoảng loạn ôm đồ bỏ chạy. Chưa đầy một tháng sau, chung cư Sala, những hình ảnh hỗn loạn trong đêm xảy ra vụ cháy ngày 11 tháng 10. Hàng trăm người mắc kẹt, hàng nghìn người dân đã có một đêm không thể ngủ. Chỉ có mỗi chạy người không này thôi, lấy mặc quần áo của mẹ 80 tuổi này. Thế có quần áo gì đâu, không có thuốc men gì, chẳng có cái gì, tiền không có. Chạy người không xuống thì có cái gì đâu mà bây giờ phải nhờ người trèo lên nhà để lấy thuốc men, quần áo. Thế còn hai cái xe máy ở dưới tầng hầm thì cháy hết rồi. Cái công tác mà phòng cháy chữa cháy nó không được tốt, mà tự nhiên mình đang có nhà mà mình phải đi ở thuê như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất là không được thoải mái. Những nỗi hoảng loạn trong các khu chung cư ở Sa La còn chưa được dập tắt thì chỉ vài ngày sau, người dân tại VP5 Linh Đàm lại thêm một phen hú vía khi mà cả tòa nhà lại bốc khói trong đêm. Và đây lại là tòa nhà do đại gia Thanh Thản, tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Sau những vụ cháy tại các chung cư cao tầng giá rẻ ở Hà Nội, người ta cũng bất ngờ phát hiện ra những lỗ hổng, sai phạm về phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư giá rẻ. Tại sao đến bây giờ mà vẫn còn có, mà tự mình thì không có một cái chuyện gì cả. Thế chả nhẽ cái sở này không có một quyền hạn gì à? Chỉ có mỗi quyền hạn kiểm tra thôi à? Tôi cũng không rõ lắm. Mà nếu mà như thế thì là phải bổ sung quy định. Chứ một cái sở mà lại là không có quyền hạn gì cả, chỉ có việc đi báo cáo với đề nghị thì làm sao hiệu lực được.
Sau khi các vụ cháy xảy ra, điều bất ngờ là cơ quan chức năng cho rằng vào tháng 7 năm 2015, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã làm việc với chủ đầu tư về vấn đề an toàn cháy nổ của tòa nhà CT4, đồng thời yêu cầu khắc phục các dấu hiệu mất an toàn trong phòng cháy trước ngày 15 tháng 10. Nhưng dường như tất cả các yêu cầu của lực lượng phòng cháy đều bị chủ đầu tư bỏ qua. Những vấn đề vẫn sẽ tiếp tục được đặt ra tại những khu dân cư đối với số lượng cư dân hàng vạn người trên một diện tích chật hẹp. Cuộc sống bên trong những ngôi nhà giá rẻ vẫn sẽ tiếp tục với nhiều nỗi băn khoăn. Bởi nhiều người sau khi đạt được ước mơ sở hữu một căn nhà chung cư ở các đô thị lớn chưa lâu đã vỡ mộng, thậm chí gặp ác mộng trong chính ngôi nhà của mình. Các cái cơ sở thì cái việc chấp hành các cái quy định của pháp luật về phòng cháy cháy là nó chưa nghiêm. Và về vấn đề này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì đã có cái hướng dẫn, có chỉ đạo và đã có cái kiểm tra và đã có cái đôn đốc nhắc nhở. Và cái việc mà tổ chức thực hiện theo các cái kiến nghị của cảnh sát phòng cháy còn chậm thì cái này nó là một cái thực tế. Thế có thể nâng lên nữa thì cũng là một hình thức. Những cái quan trọng số 1, những hình thức xử phạt ấy phải được cái người có trách nhiệm nhận thức ra mình bị xử phạt đấy. Hoang mang vì cháy nổ khiến cuộc sống của cả nghìn người bị đảo lộn. Nhưng năm 2015 cũng là năm mà cả xã hội bàng hoàng bởi những vụ giết người hàng loạt, những vụ thảm sát rúng động dư luận. Sáng ngày 7 tháng 7, một phụ nữ đến giúp việc cho gia đình ông Lê Văn Mỹ, 47 tuổi, chủ công ty chế biến gỗ Quốc Anh, huyện Trân Thành, Bình Phước, đã hoảng hốt phát hiện 6 người trong gia đình ông Mỹ bị sát hại dã man. Bộ Công an đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường. Sau 3 ngày điều tra, chiều tối ngày 10 tháng 7, Công an đã bắt Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi ở An Giang và Vũ Văn Tiến, 24 tuổi ở Bình Phước, là hung thủ gây ra vụ thảm sát. Gần một tháng sau, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục khởi tố Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê ở Vĩnh Long, với vai trò là đồng phạm trong vụ thảm sát. Do tranh chấp đất làm nương, Đặng Văn Hùng, 26 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái, đã dùng dao chém 4 người tử vong, gồm anh Trần Văn Long, sinh năm 1983, chị Phan Thị Hoa, sinh năm 1995, vợ anh Long, Trần Văn Truyền, sinh năm 2013, con trai của anh Long, và Phan Thị Hà, sinh năm 2000, là em gái của chị Phan Thị Hoa. Gây án xong, Hùng ép người tình Nguyễn Thị Hán, 36 tuổi, chạy trốn vào rừng trước khi bị bắt vào ngày 15 tháng 8. Trong phiên xét xử lưu động vào sáng ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng mức án tử hình. Hung thủ lần lượt bị trừng phạt, công lý đã được thực thi. Thế nhưng, những nỗi hoang mang của người dân thì vẫn chưa thể dừng lại. Khi mà trật tự xã hội ngày càng bị đảo lộn bởi đồng tiền và lợi ích cá nhân, khi mà đạo đức xã hội của một bộ phận dân cư ngày càng đi xuống, thì những giá trị vốn được coi là tốt đẹp của dân tộc như tinh thần hiếu khách, hòa nhã, khoan dung sẽ bị ảnh hưởng, nếu không nói là bị làm méo mó, gây ảnh hưởng đến toàn xã hội. Những hình ảnh trong đêm Giáng sinh năm 2015 có thể coi là hình ảnh đáng nhớ nhất của ngành y tế trong năm vừa qua. Khi mà hàng trăm phụ huynh bất chấp mưa phùn, gió rét đã xếp hàng, hay nói đúng hơn là chen lấn, dẫm đạp lên nhau trước cánh cổng sắt của Trung tâm Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac tại Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng mong kiếm được một suất tiêm vaccine dịch vụ 5-1 cho con, cho cháu của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện hỗn loạn khi có đợt tiêm vaccine dịch vụ xảy ra. Thế nhưng, đêm Giáng sinh năm 2015 là đêm mà mọi cảm xúc, trạng thái, từ hy vọng, hồi hộp, chán nản, uất ức, sợ hãi cho đến phẫn nộ của các bậc phụ huynh bị đẩy đến tận cùng. 2-3 giờ sáng qua ở đây nó tầm mưa, còn 4-5 người chia nhau, xé áo mưa chia nhau. Đứng xếp hàng, chờ đợi. Nhà mình đến từ 7 giờ tối hôm qua. Vậy tôi có thể kết luận rằng đứng mà phân tích ấy, thì chúng ta có thể nói rằng không phải là do các nhà vaccine không có đủ khả năng cung cấp chúng ta, mà tôi cho rằng là lỗi là từ phía mà chúng ta đã, thứ nhất thiếu kế hoạch, thứ hai là chúng ta đã để mà một cách bị phụ thuộc
vào bên ngoài. Năm 2015 cũng là năm mà vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nhức nhối. Năm 2015 cũng là năm liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tập thể, có tới 10 vụ với gần 1.400 người mắc, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Dù được coi là năm hành động vì an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tuy nhiên năm 2015 cũng là năm mà những vụ việc mất an toàn thực phẩm liên quan đến nông nghiệp, nông sản, chăn nuôi liên tiếp xảy ra. Điển hình nhất là việc phát hiện hóa chất vàng ô dùng để nhuộm màu cho gia cầm và chất tạo nạc salbutamol. Ngoài những nỗi bức xúc về vaccine, về giá cả dịch vụ y tế, năm 2015 có thể coi là một năm có nhiều điểm sáng của ngành y tế. Năm 2015 đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đổi mới quan điểm đến hành động của ngành y tế khi xác định lấy người bệnh làm trung tâm trong điều trị và chăm sóc. Không thể phủ nhận, trong năm qua, ngành y tế đã có nhiều cải tiến, thay đổi tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù đâu đó vẫn còn nhiều vấn đề mà người dân chưa hài lòng về ngành y tế, nhưng ở một góc độ nào đó, những nỗ lực với sự chuyển mình vượt bậc để tạo ra đột phá của ngành y tế cũng cần được ghi nhận. Một trong những thành tựu đầu tiên của ngành y tế trong năm qua đó chính là ca vận chuyển tạng xuyên Việt và ghép thành công cho hai bệnh nhân mắc bệnh tim và gan. Thực tế, vấn đề ghép tạng ở Việt Nam không phải là mới, bởi chúng ta đã làm chủ và thực hiện được hơn 1.000 ca ghép tạng từ trước đến nay. Tuy nhiên, điều đặc biệt là các bác sĩ đã chủ động, sáng tạo và nỗ lực hết mình để vận chuyển tạng xuyên Việt trong điều kiện không mấy thuận lợi nhằm cứu sống bệnh nhân. Sự kiện này không chỉ là lần đầu tiên có ở Việt Nam, mà ngay cả y học thế giới cũng ít ghi nhận. Năm qua, ngành y tế dự phòng cũng đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Có lẽ điều đầu tiên phải kể đến đó chính là việc hệ thống quản lý quốc gia về vaccine của Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn của WHO, đồng nghĩa với việc những loại vaccine do Việt Nam sản xuất đã được xuất khẩu ra thế giới. Tuy nhiên, câu chuyện khan hiếm vaccine dịch vụ vẫn tiếp tục kéo dài và trở thành vấn đề nóng trong năm vừa qua, khi tỷ lệ tai biến trong tiêm chủng vẫn chưa dừng lại. Điều này đã tạo phản ứng trong dư luận và không ít gia đình mất niềm tin vào tiêm chủng và đã đưa con em mình ra nước ngoài tiêm dịch vụ. Năm 2015 khép lại với những hình ảnh đáng nhớ về các sự kiện diễn ra trong suốt cả năm. Những bức xúc hay hài lòng, nỗi lo lắng hoang mang hay niềm tin yêu cuộc sống của người dân trong những lĩnh vực thiết yếu chính là bức tranh muôn màu của cuộc sống của cả xã hội. Đó là bức tranh mà dù muốn hay không thì mỗi người dân Việt Nam sẽ phải trải qua và cùng tác động lên những mảng màu tối sáng. Khép lại một năm đầy những biến cố nhưng cũng không ít những niềm vui, người Việt hân hoan đón chào năm mới với những niềm tin, niềm hy vọng mới.